Alo, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel Vô Tật Dinh Mi của mình. Ok, thì theo như nói thì mình rảnh, mình sẽ ráng ra một cái clip cho bạn xem. Thì nãy mình có ra clip nói về trái ác quỷ, hoạt động trái ác quỷ 7 sao ấy. Thì mình cũng mong nhận được sự ủng hộ tất cả các bạn để mình ráng lên hạng 50 để mình lấy cái trái quỷ 7 sao trung thu, để mình có clip mở trái quỷ cho bạn xem luôn. Đó. Ok, còn ui, cái đặt hàng nó vừa mới cập nhật cái mới nè. Chắc là có ông ui à, thanh niên nào lẹ thiệt đó nha. Đại ca này bên server mình cấp thực phẩm tới 39 nè các bạn, là cơm cà ri, đặt rất là nhiều được berry luôn. Mình đang cố gắng được 90 triệu kiếm nhiều berry để mình tích dục vào cái cây ác ma cho mình được nhiều tích điểm này. Ok, các bạn hãy ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ làm clip test tướng, test một cái con tướng của một số bạn yêu cầu mình làm rất là lâu rồi. Đó là một kiếm sĩ Rima. Đây, thanh niên này là kiếm sĩ sao mà lùn, hơi lùn chút. Rồi cầm một cái kiếm giống như bị rỉ sét rồi, mặc ăn mặc thì giống như rách rưới. Rồi, mình sẽ nói về thằng Rima này một chút. Nói về cái tên thì các bạn đọc mé mé hơi giống Roma một chút, nhưng mà thôi không sao, anh cũng là một kiếm sĩ. Và mình nói luôn, đây là một cái kiếm sĩ phải nói là yêu nghề, yêu yêu cái môn võ thuật mình hay sao, mà anh luyện võ thuật, anh không ngừng nghỉ, anh miệt mài anh luyện, anh không ăn không uống gì mà đến nỗi giờ bổ xương luôn. Nhưng các bạn thấy gì là giờ giống như chỉ còn bổ xương thôi, ở sau đầu còn có một cái lông gà này, không biết sao. Ôi, một nhân vật lạnh nữa sao, có cái khăn chứa hàng này. Rồi, nói về kỹ năng nha. Kỹ năng thường là ám, đột ngột tấn công, có nghĩa là đánh lén đó các bạn, chơi xấu đánh lén, đột ngột tấn công. Rồi, kỹ năng nộ là ám, đuôi tinh trảm, hai cái đều có cái ám nè. Rồi, bạn này là bạn Rima của chúng ta đánh nhận đó các bạn, cho nên các bạn đánh nhận nha. Bây giờ mình sẽ xem skill gì. Đột tiếng từ giữa kiếm phát ra cực trảm kiếm pháp, gây sát thương một mục tiêu, không làm tăng nộ mục tiêu, có nghĩa là đánh một mục tiêu rồi không có cho mục tiêu tăng nộ thôi, không có gì cả. Mẹ chiêu nộ thì gì, người bị chém trúng sẽ không hay biết, đánh lén sao biết, phát hiện mình bị trúng chiêu xung động cực mạnh và ngã xuống, gây sát thương một mục tiêu, thêm 20% sát thương cho bản thân khi bị tổn hao sinh mệnh. Rồi, một cái chiêu mình không có hiểu lắm, cho nên giờ mình sẽ đi test để xem anh này nội công có thâm hậu không, hay là thâm mặt luôn không biết. Thôi giờ mình sẽ vào đại cái nào đi, cái này mình cũng đánh rồi. Rồi mình thử vào giáp mấy con sói đi. Sói ở đâu ta, mình cũng biết ở đâu, thôi mình lùi lại đi, đánh cho nó nhìn đã chút. Rồi đây mấy anh sói mắt đỏ đây, quân sói mắt đỏ 1, quân sói mắt đỏ 2, sói mắt đỏ 3, mắt đỏ 4, rồi mắt đỏ tinh anh. Nói chung là những con sói bị bệnh đau mắt đỏ bạn ơi, bạn thông cảm. Rồi mình sẽ làm thịt những sói này trước cho tụi mày bị bệnh mắt đỏ dài dài luôn. Để coi skill thế nào các bạn, làm gì. Rồi anh chép, anh vút kiếm ra, anh chép người ta thôi, nó thử cũng chả bình bình thường hay không có gì cả. Giờ mình sẽ hóng chiêu nổ, xem chiêu nổ có gì đặc sắc không. Anh đừng có đá đôi guốc của anh nha, đá đôi guốc không được đó. Ui, ui, coi chiêu gì vậy, ai chà ghê vậy. Các bạn có kịp nhìn thấy chiêu thức của anh đâu, anh xuất hiện trước mặt sói xong mình dịch chuyển ở phía sau từ khi nào không hay biết luôn, xong mình tra kiếm vào 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 cái vỏ lại, có nghĩa là anh chém rất nhanh, có nghĩa là anh chém rất nhanh các bạn, chém chớp nhoáng xong anh tra vỏ kiếm xong đối thủ sẽ bị mất sát thương giống như là trong phim trưởng á. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát lại chiêu nổ. Rồi chết luôn sói rồi. Rồi bây giờ sẽ đánh chiêu nổ chớp nhoáng. Rồi chiêu dịch chuyển tức thời của Goku nè, ui rồi. Đánh nhanh quá mình không kịp nhìn, nhưng mà skill cũng khá đẹp đẹp đấy các bạn, nó dịch chuyển ra sau xong tra kiếm giống như là anh hùng Sneeu. Rồi sau đó là đối thủ bị sát thương rồi, bị thêm thêm một cái lần sát thương màu đen đen nữa. Rồi giờ mình sẽ thử đánh đại một cái ông nào đây đi. Rồi thanh niên bịt mặt cầm đinh ba, xem coi những thanh niên này có gì ghê gớm nha các bạn. Ăn kiếm vào mặt nè, lèo lèo, thấy chưa, thanh niên đánh nhận thôi, cho nên mình cái nhận của mình hơi yếu, cho nên nó không hơi yếu, các bạn thông cảm cho mình. Rồi chủ yếu chúng ta test tương á, đúng không bạn. Rồi chiêu nọ nè, chu chu ấy, thấy chưa,
thì kêu nổ phải kêu là chu chu nó mới chịu. Rồi ngon đó nhá, ăn tướng này rồi ngon, nó là ngon. Anh có vẻ như là luyện võ thâm hậu quá rồi nên giờ nội công ghê gớm quá, có thể dịch chuyển tức thời luôn rồi. Kinh khủng thật, ghê ghê. Anh dịch chuyển cái chiêu dịch chuyển này mình cảm thấy giống giống một cái thanh niên nào mình đã test rồi thì phải, có một thanh niên nào mình đã test rồi mà cũng có khả năng dịch chuyển ra phía sau á, hình như là Marco, đúng rồi, Marco vỗ cánh xong bay ra phía sau á. Rồi chiêu nọ nè, mình sẽ stop lại bớt đây đấy, xem cho kỹ càng. Dịch chuyển chu chu rồi, nếu các bạn nhìn kỹ là cái nhát chém đầu tiên nó sẽ chém xoáy á, còn chém thứ hai là màu đen đen nữa, mình không có rõ. Rồi nhanh gọn lẹ nào, bắn xác nhanh. Rima Rima của chúng ta lợi hại quá bạn ơi, đây là ăn bận đồ nó không được không có được lành lặn cho lắm, nhưng mà với lại còn bộ xương thôi, nhưng mà anh thật sự là rất là mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ chém cái con Sadie này đi, Sadie Sadie Chan, để xem bộ xương khô này nó có nể nang con gái không. Anh mang cả đôi guốc à, không lẽ anh là người Nhật Bản đấy, quốc gia vậy em. Rồi tiếp theo sẽ là màn nổ khí nè các bạn, mình sẽ chém con Sedicha ai cái nọ. Rồi tiếp theo là màn dịch chuyển tức thời, ui nha bị chán mất rồi, bực cái mình. Con Sedi này nó có cả cái chiêu lốc xoáy trên đầu nữa, nó làm cho mình bị hoa mắt rồi. Tăng tốc cái đã, tí rồi tới Rima rồi mình sẽ chỉnh lại bình thường sao. Bà máu đây, bây giờ mình sẽ bao nè, không thể nào mà ui anh kia đánh được con giọt ấy, ui hung dữ quá, là mình giảm nổ luôn rồi, bực mình thiệt. Hình như là bộ xương khô này nó nể nang con gái thiệt đó các bạn ơi, nó không đánh phụ nữ. Rồi chết thôi đây luôn, bánh xác rồi, lẻo lẻo nãy giờ nhịn hoài không quen nha các bạn, thấy không, nó không nể nang gái đâu, nó nể một hai lần thôi. Rồi mình sẽ miêu tả nhân vật của anh Dima để xem sao. Đeo một cái khăn choàng bộ xương khô, giống như bị mù một mắt hay sao mà quấn sắc ướp à. Mặc đồ cũng khá là đẹp, có điều là nhìn nó giống như bị may vá các bạn. Các bạn nhìn mấy cái chỗ tím tím nè, rất là giống bị rách. Rồi giảm nổ nữa, đúng lặng gái này nẻ nang các bạn ơi, nó không đánh phụ nữ rồi. Thôi lần này thì đừng hòng mà cản trở nha em, cản trở nha em, bạch xác leo leo. Ôi đây là chị Bo huyền thoại, chúng ta lâu ngày rồi mình cũng không gặp lại chị Bo rất là mê Luffy. Rồi bye bye chị luôn, tiện chị về với Luffy chứ ở đây đánh đấm gì. Ôi sao trận này đi đi lâu thế nhỉ. Rồi Rima đâu, chết đâu, không chết thì để Rima giết cho. Chu chu rồi không chết luôn, ui chết rồi kìa, có ai sao chết vậy, khó hiểu nha. Có vẻ cái sát thương lần sau nó rút khá là mạnh đấy. Đúng rồi đó các bạn nhìn kỹ là nó sẽ rút thêm một ống máu đấy. Ôi tuyệt vời, một đúng là một cái con tướng mà nó là các bạn kêu mình test, thực sự nhìn nó thuộc về cái thế giới thay ma bộ xương này rất là mạnh. Rồi mình sẽ lùi lại khoảng vài bậc đi, đánh cho nó phê xem thì kêu nó mới đã. Rồi ông Sealer hút xì gà đúng không, mình sẽ giết luôn, xem coi anh có hút, anh có nuốt điếu thuốc không. Hai kiếm sĩ sẽ đấu với nhau. Ơi cái con kia giảm nổ chết rồi, mình đặt sai trận hình rồi, con kia nó giảm 25 nổ mục tiêu. Không sao không sao, vẫn tăng nổ lên được. Rồi các bạn nhìn kỹ, ổng sẽ rút thêm một ống máu ở sau khi cái màu đen đen chích nè. Rồi cái màu đen chích xong là rút nè đó, ui ơi cái chiêu chiêu sau rút không biết bằng bằng vũ khí hay bằng gì mà sao nó rút nhiều dữ ta. Ui ngon, ui đại ca Rima này không 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 hề tầm thường, không phải dạng vừa rồi, quá là nguy hiểm. Ấy, anh này phao gì, mày tưởng Rima của tao vậy là chết hả, hồi máu lên chắc bà. Rồi chết bèo thiệt luôn rồi, nói dạo làm thiệt. Rồi hoàn thành, mình đã chiến thắng. Bây giờ mình sẽ tăng lên bậc đi, kiếm đại con nào đánh chơi cho rồi, lùi lại anh phát nữa nghỉ nha bạn. Đâu rồi, không có ai hết, thôi mình đánh đại đi, hôm nay có chiêu gì không. Rồi vô, mình có biết cái chiêu sau nó rút bằng gì nữa mà rút khá là mạnh đấy các bạn, đúng là một sự nguy hiểm. Rồi Sơn Tùng vừa ra lạc trôi thì giờ mình cũng sẽ cho cái bọn này lạc trôi theo Sơn Tùng luôn, quên ý mình là lạc trôi về 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 xong về 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 địa ngục luôn.
cho nên nói tâm xác rút máu chết đó, nghe chưa bạn, thấy ghê chưa? Mình một thằng đã bị mình cho lạc trôi về với địa ngục rồi. Ui cái video của Sơn Tùng ghê quá, hôm qua mới 2 triệu, hôm nay lên 5 hay 7 triệu, mình nhìn không có rõ nữa, hình như là 7 triệu hay sao á, khủng khiếp. Thì video khá là hay, các bạn nào chưa xem nữa vào xem lạc trôi của Sơn Tùng MCP đấy. Chị nhân dân mình làm mình, ủa xong rút máu được con này nữa kỳ vậy, nãy nào phải chích cái màu đen rồi đây rồi chết này nữa mới hay đúng không các bạn. Ui thôi đấy, mình làm vui tạc Vinh Mi mà mình còn quảng cáo dùng Sơn Tùng. Thôi đùa thôi, đùa thôi, đùa thôi, Sơn Tùng rất là hot. À, chiều mình sẽ cố gắng nhận hết này để mình kiếm berry. Đấy, 9 triệu 9 này nè. Tinh linh được cái gì vậy? À, 200 vạn berry với cái đá này. Ok, ok, mình cũng kết thúc clip này thôi. Rồi mà chiều mình sẽ cố gắng xuất bản cái clip chơi buổi tối với lại vài clip nữa. Ok, mong các bạn xem clip ủng hộ mình nha. Chúc các bạn buổi trưa tuyệt vời luôn, với nhớ ủng hộ mình, like, share, subscribe, đăng ký, cũng như là like quảng cáo ủng hộ mình nhiều đây các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.